Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ở video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một chút cái kinh nghiệm mà mình gieo cái hạt dâu tây mà mình lấy từ quả của cái dâu tây đấy. Đây, mình lấy hạt từ những cái quả dâu tây mà mình mua ngoài chợ. Thì các bạn nên chọn cái quả dâu tây mà nó cái hạt của nó phải đen nhé, phải đen. Thì khi gieo hạt mình nghĩ là hạt đen nó già và nó sẽ khỏe. Rồi nên chọn những cái hạt những cái quả dâu tây mà mình mua nó không phải là quá cao cấp đâu, mình mua ngoài chợ nó không cao cấp một tí nào cả luôn, nó chỉ là những cái hạt mình nghĩ là cái quả dâu tây đấy mình mua là cũng của nhà vườn Việt Nam thôi, chứ không phải là nhà vườn ví dụ như là mua dâu tây Mỹ hay là dâu tây ở Hàn Quốc hay là Nhật Bản ấy. Những cái dâu tây đấy, mình nghĩ là khí hậu nó không hợp nên là gieo nó sẽ không mọc đâu các bạn ạ. Thì ở đây mình đã tách mấy cây dâu tây này ra rồi. Có một vài cây nó lớn to hơn những người khác nhiều. Ở đây thì nhiều cây lý nhí tí kẹo luôn, bởi vì mình tách nó không đều ấy. Còn đây là một cái cây mà to nhất. Đây, cây này là cây to nhất. Thì mình gieo từ thời điểm mình tách nó ra từ sớm ấy, nên là cây này nó nhìn to hơn những người khác. Còn đây là cây tách ngó này, đây cũng là cây tách ngó, còn cái cây này mình trồng sida mãi nó không lên đó. Thì ở đây cây này thì mình trồng với đất pha cát, còn bên này thì mình trồng với đất thịt ấy, nên là nó lâu lên lắm các bạn ạ. Trồng với đất pha cát mới lại phân động vật thì nó lên quả, có quả khá là nhiều ấy. Quay lại với vấn đề chính thì gieo hạt dâu tây là cách đầu tiên là mình cần phải chọn giống ok đã, mình phải chọn cái quả dâu tây của Việt Nam chứ không phải là của nước ngoài, mình nghĩ như vậy. Và cái hạt mà nó bám ở bên ngoài vỏ của quả dâu tây nó phải đen. Rồi tiếp theo là cách chọn đất. Thì đây mình cũng chọn đất pha cát để gieo hạt thôi. Đất pha cát thì nó có lẫn cát và cái đất màu đen như kiểu bùn đấy các bạn ạ. Sau đó mình trộn mấy lại phân động vật. Thì phân động vật này mình kiếm, mình ở nông thôn nên là mình kiếm rất là dễ. Mình cứ trộn vào xong mình gieo thôi. Thì các bạn cần phải tưới nước đều đặn nhá, giữ ẩm liên tục, giữ ẩm nhưng mà đừng có để nước nó trũng, kiểu là nó ủng ấy, nó lẫm bẫm ấy thì không tốt. Mình tưới thì cứ cách khoảng độ 2 ngày mình tưới một lần. Mình cứ thấy nó kiểu nó hơi khô khô là mình mới tưới. Mình cũng không phải là giữ nhiệt độ nó liên luôn 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 tục ẩm, luôn tục ẩm đâu các bạn ạ. Thời gian đầu thì mình cứ gieo như vậy khoảng độ 20 ngày mà mình chả thấy nó mọc lên những cái cây dâu tây ngay đầu tiên đâu. Thì các bạn cứ để ý những cây nào mà không phải là dâu tây ấy. Bạn biết chắc chắn là không phải là dâu tây thì bạn cứ nhổ nó đi. Còn những cây nào mà bạn nghi là dâu tây thì bạn cứ để lại. Các bạn tưới thường xuyên, bạn phải kiên trì nhá. Đợi thời gian khoảng độ từ 25 tới 30 ngày mà chưa có kết quả, vẫn đừng nản, bạn cứ tưới đi. Nếu mà qua 30 ngày hoặc là 35 ngày gì đấy mà không mọc ấy thì mình nghĩ chắc chắn là không lên được nữa. Hoặc cũng có thể sau quãng thời gian đấy nó vẫn có thể lên các bạn ạ. Bởi vì khi mình gieo cái hạt dâu tây này vào cái đất pha cát này đấy, thì những cái cây mà nó mọc lên khoảng độ 2,5 cm rồi mà mình thấy những cái cây con tí tẹo mới lá mà vẫn mọc lên, vậy chứng tỏ là nhiều hạt nó lên chậm, nó không lên nhanh, nó không lên được đều các bạn ạ. Ok, đó là cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái cách gieo hạt dâu tây lấy từ quả dâu.